Thưa quý vị, và trở lại với bản tin buổi tối hôm nay là phần tin cuối ngày cùng với ký giả Nguyễn Văn Khanh. Diệu Quy và Kim Dung xin được chào anh Khanh, thưa anh Khanh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh. Cũng xin gửi lời chào đến hai bạn Kim Nhung và Diệu Quyên. Và không quên gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SBTN. Tôi phải xin thưa ngay với hai chị là hôm nay là ngày thứ 6 cuối cùng của tháng 3. Tức là sau tuần này, tuần tới chúng ta gặp lại nhau thì là sẽ là ngày thứ 2 đầu tiên của tháng 4. Thời gian đi rất là nhanh. Nhanh đến mức độ mà tôi có thể nào ngờ được. Mới ngày nào là mấy chị em mình còn gặp nhau, rồi là Happy New Year, rồi sau đó chúc mừng Tết Nguyên Đán, vân vân và vân vân. Bây giờ đã vào cuối tháng 2, gần cuối tháng 2 âm lịch, và bây giờ đã là cuối những ngày cuối cùng của tháng 3 dương lịch. Thưa với chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tuần tới là chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện mà chúng ta nói, bởi vì đó là tháng 4, và khi nào tháng 4 thì đương nhiên là cái tháng mà chúng ta gọi là những thời gian quốc hận, chúng ta không thể nào quên được. Như tháng này 49 năm trước là biết bao nhiêu người đã bắt đầu nghĩ đến cái chuyện sẽ ra đi. Nhưng mà thôi thì đó, chuyện tháng 4 thì đợi cho đến tháng 4 mới nói. Hôm nay tôi xin được kể cho quý vị, xin phép được kể cho quý vị khán thính giả của SBTN và hai chị một câu chuyện. Cái câu chuyện này là tôi nghe được từ một người bạn. Ông bạn già của tôi, ông chuyên môn đi tìm tòi những câu chuyện hay, và ông bảo là nhớ là ông kể cho tôi nghe, để ông bảo là nếu mà có dịp thì mang lên SBTN để kể cho mọi người cùng nghe. Câu chuyện này là một câu chuyện của tiếng Anh, và câu chuyện này tựa đề là BF, tức là chữ B, tức là chữ B là boy và chữ F là friend. Thưa với hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, câu chuyện là của chuyện của hai người yêu nhau. Hai anh chị này gặp nhau ở trường học chung với nhau ở trường trung học, và trước khi mà họ chia tay nhau để anh đi một trường đại học, chị đi một trường đại học, không ở lại với nhau, thì là anh ấy bảo với chị rằng là bây giờ bạn có đi đâu thì bạn cứ việc đi, tôi học trường nào thì tôi cũng vẫn thích trường học, nhưng mà hai đứa mình phải luôn luôn là BF với nhau. Thế là chị mới hỏi rằng là như vậy là có nghĩa là gì. Anh bảo BF tức là chúng ta sẽ là best friend, tức là chúng ta là những người bạn thân tình của nhau. Sau đó thì họ tốt nghiệp đại học, họ gặp lại nhau, rồi sau đó là họ yêu nhau. Thì đó anh ấy cười, anh bảo là bây giờ là mình chuyển sang một cái giai đoạn khác. Cái giai đoạn này cũng vẫn là anh là BF của em. Chị bảo với chứ BF như vậy có nghĩa là gì? Anh bảo là anh là boyfriend của em. Và sau đó thì cuối cùng yêu nhau, rồi lấy nhau. Lấy nhau rồi là có con cái. Khi mà đứa con sanh đứa con đầu lòng ra thì anh ấy cười. Anh nói cảm ơn em cho anh một đứa con. Và anh bảo rằng là bây giờ đó thì anh vẫn sẽ là BF của con mình. Rồi chị bảo với chữ BF đây có nghĩa là gì? Anh bảo là baby's father, tức là anh sẽ là bố của những đứa con mà anh em sẽ cho mình. Và cuối cùng sau thể có rồi thêm một vài đứa con nữa. Thế một hôm nhân ngày kỷ niệm ngày cưới, anh ấy bảo rằng là bây giờ hai chúng ta đều là BF. Anh chị bảo bây giờ BF cái chữ đó có nghĩa là gì? Anh nói rằng là BF có nghĩa là chúng ta có một beautiful family. Sau đó một thời gian thì là hai anh chị lớn lên, ra là con cái nó lớn lên, rồi hai anh chị bắt đầu già. Khi họ bắt đầu già thì có một lần anh dẫn chị đi chơi và anh nắm tay anh bảo chứ em à, đã đến lúc mà chúng con cái nó chia tay mình, mỗi một đứa nó có một công việc riêng, chỉ có hai đứa mình mà thôi. Thì như vậy thì hai đứa mình cũng vẫn là BF nghe. Thì chị cũng cười, chị bảo ok, nhưng mà anh phải cho em biết là BF ở đây có nghĩa là gì. Anh bảo BF có nghĩa là hai đứa mình sẽ be forever, tức là mãi mãi mình ở bên cạnh nhau. Và rồi đến một ngày thì sau đó thì anh bị bệnh, anh vào nhà thương. Khi anh bị bệnh vào nhà thương thì anh ấy bảo chứ có lẽ là anh sẽ không có sống lâu với em được đâu, đã đến lúc anh nghĩ rằng là anh sẽ phải say BF. Thế chị bảo ô tôi biết mà, ông là bây giờ là ông đang tính là cái chuyện là ông say bye bye forever đúng không? Nhưng mà chị bảo chứ ông đừng mơ tưởng, ông không thể nào bye bye cho ever được. Mình đã sống với nhau từ ngày đầu thì cuối cùng mình cũng sẽ là BF cho đến ngày cuối cùng. Và lúc đó thì ông mới hỏi về chữ BF này theo em nghĩa là gì. Ai thì chị bảo rằng là beside forever, tức là mãi mãi chúng ta có bên cạnh nhau. Đó là câu chuyện rất thật là dễ thương mà tôi xin được gửi đến quý vị khán thính giả cho chương trình tối ngày hôm nay. Và bây giờ xin phép được trở lại California với hai bạn
Kim Nhung và Diệu Quyên. Rất là hay, phải vì mình vỗ tay, em cũng phải vỗ tay cho cái câu chuyện này thưa quý vị. Có chữ mà Diệu Quyên đoán ra được, có chữ Diệu Quyên cũng không đoán ra được. Chúng như BF thì nghe từ hồi trung học thì chúng ta cứ nói là boyfriend hoặc là best friend thì mình biết, nhưng mà càng càng lớn lên nó thì hóa ra là beside together, beside forever, nhất là beautiful family. Beautiful family, cái là những cái chữ mà em không bao giờ nghĩ ra. Cảm ơn anh Khanh cũng như là người bạn của anh đã chia sẻ một câu chuyện rất là cảm động ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trở lại với bản tin cuối ngày. Ngày hôm qua thì thưa anh Khanh, Tổng thống Dân chủ Joseph Biden đã thu được 26 triệu Mỹ Kim trong một buổi vận động ở New York với sự góp mặt của hai cựu Tổng thống Bill Clinton và ông Barack Obama. Vào tuần tới thì cựu Tổng thống Cộng hòa là ông Donald Trump cũng mở một cuộc tiếp tân ở Florida và dự đoán sẽ thu được 33 triệu Mỹ Kim. Cái sự khác biệt tới gần 7 triệu Mỹ Kim, vậy thì thưa anh Khanh, nếu như mà yếu tố tiền bạc ảnh hưởng, anh có thể cho em biết là thế nào, nó ảnh hưởng như thế nào đến cái cuộc bầu cử năm 2024 này thưa anh? Tôi nghĩ rằng là tiền bạc đương nhiên là bao giờ cũng ảnh hưởng, và không phải chỉ ở chuyện bầu cử không khôn mà ngay cả những trong xã hội vấn đề. Tức là những người giàu thì bao giờ cũng có những cái quyền lợi nhiều hơn là những người nghèo, thông thường thì nó là như vậy. Riêng với lại những người tranh cử thì cần phải có tiền. Và thưa với hai chị cũng đã rõ rồi là nước Mỹ là một cái nước rộng lớn, thành ra là và cuộc tranh cử là nó sẽ là cuộc tranh cử của từng tiểu bang, thành ra là phải có tiền đi hết tiểu bang này đến tiểu bang khác để mà vận động tranh cử. Không có tiền thì chắc chắn là không vận động được tranh cử. Đương nhiên tôi cũng phải nói rõ ở đây là có tiền thì chưa chắc đã đắc cử, nhưng mà không có tiền thì coi như là đầu hàng. Thành ra là bởi như vậy cả hai bên, bên đảng Dân Chủ cũng như bên đảng Cộng Hòa, cả ông Biden cũng như là ông Donald J. Trump đều biết rằng là cần phải vận động, cần phải có tiền. Càng có nhiều tiền càng tốt. Chỉ nên nhớ rằng là cái cuộc bầu cử bao giờ cũng như vậy, là người ta nghĩ rằng là ít nhất là hai bên phải cần ít nhất cả bạc tỷ. Thành ra rốt cuộc sau mấy chục triệu thì tưởng là to, nhưng mà nó không lớn. Họ cần tới cả ngàn triệu, họ cần tới bạc tỷ thì họ mới có thể lo được cái cuộc bầu cử to tát ở nước Mỹ. Hồi trước đây thì lúc mà tôi còn nhớ, lúc mà mới sang Hoa Kỳ thì nó cuộc bầu cử có mấy chục triệu. Người ta bảo đây là cái con số khổng lồ, nhưng mà bây giờ con số đó quá nhỏ bé. Con số mà người ta nói đến bây giờ là bạc tỷ, phải cần phải có bạc tỷ để vận động tranh cử cho cái ghế tổng thống, thưa với lại chị Diệu Quyên. Cảm ơn anh. Như vậy thưa với anh, bên ông Joe Biden thì nói rằng là hiện nay có còn hơn 180 triệu tiền mặt. Nhưng mà bên ông Trump trước nay thì chỉ còn có chừng 35 triệu. Tại sao mà ông Biden lại còn nhiều tiền mà ông Trump lại còn ít tiền như vậy thưa với anh? Câu trả lời đó rất là dễ hiểu. Chị thấy nhé, là trước hết là ông Biden là ông không phải trả tiền để cho vận động tranh cử sửa bộ. Có mình ông à, chứ còn không có ai ra tranh cử với ông cả. Trong khi đó thì bên ông Donald Trump thì ông phải vẫn, ông không có tham dự những cái cuộc tranh luận ở cái vòng sơ bộ, nhưng mà ông vẫn phải đi vận động tranh cử sơ bộ. Thành ra ông khoản tốn một khoản tiền rất là to. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì cũng đừng quên là ông Donald Trump hiện tại là ông đang vướng vào vòng pháp lý. Ông có biết bao nhiêu vụ kiện rồi hết ở cấp tiểu bang rồi lên cấp liên bang rồi hết ở cấp quận lên cấp thành phố, vân vân và vân vân. Và cái khoản tiền chi phí mà người ta nói là từ đầu năm cho đến giờ, tức là chỉ trong vòng 90 ngày vừa qua, cái số tiền mà ông đã phải trả cho các luật sư đã lên tới 100 triệu đô la. Thành ra là bởi vậy, chỉ thấy là ông phải tiêu rất là nhiều tiền, tiêu nhiều tiền cho bầu cử sơ bộ, rồi lại tiêu nhiều tiền cho bên luật sư. Thành ra rốt cuộc sau thì cái số tiền, đương nhiên là cái số tiền của ông nó phải ít đi thế thôi. Ông Biden thì ông thoải mái hơn, ông không dính dáng gì đến chuyện lập pháp, ông lại không phải đi tranh cử bầu sơ bộ. Thành ra là bởi như vậy ông có cả trăm triệu ông còn để dành. Trong khi đó thì ông Trump thì số tiền nó ít đi. Ông Trump hiện tại bây giờ kém ông Biden được chừng khoảng 150 triệu đô la, thưa với lại chị Kim Nhung. Vậy thì thưa anh Khanh, theo như cái số tiền mà vận động tranh cử cho người ủng hộ đóng góp, mình có thể dùng để trả chi phí cho luật sư của ông Trump hay sao thưa anh? Câu trả lời là họ có thể sử dụng được. Miễn là làm sao mà khi mà những người mà ủng hộ ông Donald Trump thì họ cũng đều biết là cái số tiền gửi tặng cho ông Donald Trump không phải là chỉ để dành cho vận động tranh cử không thôi, mà trang trải một phần nào đó chi phí cho ông Trump liên quan đến vấn đề pháp lý. Nhưng lúc nãy tôi đã thưa cùng với lại chị Kim Nhung, và xin phép được nhắc lại là người ta bảo từ đầu năm cho đến giờ, tức là 90 ngày trôi qua, thì là
ông Donald Trump đã phải trả khoảng chừng 100 triệu đô la tiền luật sư, và cái khoản tiền đó thì ông lấy ở đâu? Thưa với hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, đó là cái tiền mà cử tri, những người ủng hộ ông, họ bỏ vào cái quỹ vận động tranh cử cho ông. Và khi mà họ bỏ như vậy thì họ cũng hiểu rằng là một phần cái khoản tiền này sẽ được dùng để mà trang trải những chi phí pháp lý cho người mà họ tin tưởng sẽ trở thành tổng thống vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Thưa với lại chị Diệu Quyên. Cảm ơn. Thưa anh, tụi em vẫn có cái thắc mắc rằng là cái số tiền mà hai bên phải bỏ ra để vận động tranh cử tổng thống 2024 từ đầu đến cuối đó là phải chi bao nhiêu, thưa với anh? Tôi thấy là như thế này, bây giờ chúng ta hãy nhìn lại năm 2020. Tổng cộng như là các chị cũng đã rõ, tức là cứ hàng năm, cứ 4 năm một lần là bầu cử tổng thống, bầu cử dân biểu liên bang, bầu cử thượng nghị sĩ vân vân và vân vân. Chỉ trong cái vòng liên bang không thôi là trong năm 2020 là tổng cộng tất cả các cuộc bầu cử mà người ta phải lo, cái số tiền nó lên đến 14 tỷ đô la. Tôi nhớ không lầm là 14 tỷ đô la. Có một cái hồ sơ được đưa ra thì họ bảo rằng là còn cao hơn nữa, có thể lên tới 14 tỷ 500 triệu đô la. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì là hồi năm 2020 thì một mình ông Trump ông quyên được khoảng 800 triệu. Ông Biden thì ông quyên được khoảng 1 tỷ 1 hoặc là 1 tỷ 2 gì đó. Tức là tổng cộng hai ông gom lại là riêng cái tiền mà hai ông bỏ, hai ông quyên được không thôi là đã lên tới 2 tỷ. Chưa kể cái tiền mà đảng ở phía bên đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa họ quyên được để mà giúp cho hai ông để vận động tranh cử cũng ở trong khoảng được chừng gần 1 tỷ nữa. Thành ra thưa với hai chị, nếu mà năm 2020 như vậy là chúng ta làm bài toán nhỏ nhỏ, 1 tỷ 2 của ông Biden cộng với lại 800 triệu của ông Donald Trump thì như vậy tức là đã là 2 tỷ rồi. 2 tỷ cộng với khoảng 1 tỷ của phía hai đảng đưa ra giúp cho hai ông là như vậy là 3 tỷ. Năm 2020 là 3 tỷ. Thì như vậy là năm 2024 thì sao? Hiện tại bây giờ thì người ta bảo rằng là chắc chắn là phải vượt con số 3 tỷ. Và có nhiều người đã bảo rằng là biết đâu chừng là từ bây giờ cho đến ngày bầu cử con số nó sẽ lên đến khoảng 4 tỷ. Tôi nghĩ rằng là 4 tỷ nó quá nhiều. Nhưng mà khoảng 3 tỷ 500 triệu đô la thì tôi nghĩ rằng là điều con số đó là con số khả dĩ có thể chấp nhận được. Tức là khoảng 3 tỷ rưỡi, thưa với lại chị Kim Nhung. Wow, quá trời nhiều ha. Vâng, xin cảm ơn anh và sẽ hẹn gặp lại với anh vào ngày mai. Xin cảm ơn tuần anh. Tới. Tuần tới. Và tuần tới là tháng 4. Dạ vâng. Dạ vâng. Chúc cho anh cuối tuần lễ Phục Sinh được luôn ăn vui và hạnh phúc bên gia đình. Xin cảm ơn khán giả cũng đã theo dõi phần tin tức vào chiều ngày hôm nay. Và một lần nữa chúng tôi xin kính chúc cho quý vị một cuối tuần lễ Phục Sinh được luôn vui vẻ và bên đầm ấm bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị. Ngô Thụy Miên, người nhạc sĩ tài hoa dành trọn cả đời mình để viết tình ca. Ông đã để lại cho đời những bản tình ca mang đậm dấu ấn của nền âm nhạc Việt trước năm 1975. Cuốn video Ngô Thụy Miên, tác giả và tác phẩm, tựa như cuốn phim tài liệu có giá trị về nghệ thuật cao được bảo trợ bởi Bên Em Đang Có Ta và đài truyền hình SBTN và SBTN Go, Trung tâm Trúc Hồ Music cùng toàn thể các anh chị em ca nhạc sĩ và ekip của chương trình đã thực hiện bằng tất cả tâm huyết của mình với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé để giữ gìn nền âm nhạc Việt của chúng ta cho thế hệ mai này tại hải ngoại. Rất mong sẽ nhận được sự trợ giúp của quý vị để chúng ta cùng chung tay thực hiện mơ ước này.